Thưa quý vị, không dừng lại ở việc tung tin giả về chính trị hay trả thù cá nhân, công nghệ deepfake đang bị tội phạm sử dụng vào việc lừa đảo hoặc tống tiền. Bộ Công an vừa đưa ra cảnh báo lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào các dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động, đặc biệt các đối tượng có thể sử dụng công nghệ deepfake để lừa đảo. Deepfake, công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đang bị tội phạm sử dụng để giả mạo hình ảnh, giọng nói nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản hoặc tung tin giả mạo. Thủ đoạn tinh vi này đang là mối lo ngại với rất nhiều người dùng Internet trong thời gian vừa qua. Với công nghệ này, chúng thực hiện cuộc gọi video để nạn nhân tưởng rằng đang nói chuyện với người thân của mình và nhu cầu vay tiền là có thật, từ đó chuyển tiền cho các đối tượng. Các đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức. Sau đó đăng quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc qua các app du lịch, ứng dụng du lịch. Để yên tâm hơn, người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành, du lịch. Thông thường, tên các website giả sẽ gần giống với tên các website thật, nhưng sẽ có thêm hoặc thiếu một số ký tự. Tên miền giả thường được sử dụng những đuôi lạ như .cc, .xyz hay .tk, v.v.